Đấy, thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà. Đi điếm như nó ấy, trước sau thì cũng ngứa nghề quay lại nghề thôi. Nghĩ khổ, bây giờ thằng nào mà bớ phải con đấy thì đúng khổ cả đời luôn. Nước chắn rồi. Ôi, em có điều gì giấu giếm anh không? Em có gì đâu mà giấu anh. Làm gái bao nhiêu tiền một đêm mà không chịu trả nợ. Tiền và dây chuyền vàng của tôi, tất cả đều do cô lấy đúng không? Nói, nếu không thì cút khỏi đây đi. Này, mày biết gì chưa? Con Lan ấy, vợ Thành, mới bị công an xích đấy. Lan nào nhỉ? À, cái con Lan mà ngày xưa niềng răng đấy á. Đúng. Cái con mà ở đầu ngõ nhà mình đấy á. Chuẩn. Đấy, thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà. Đi điếm như nó, trước sau thì cũng ngứa nghề quay lại nghề thôi. Nghĩ khổ, bây giờ thằng nào mà bớ phải con đấy thì đúng khổ cả đời luôn. Chứ còn gì nữa, vớ phải đúng là khốn nạn, đúng mạt luôn. Rất hết cả đầu. À, thế lúc này Vũ làm ở công ty bất động sản nào không? À, mấy cái dự án đấy trước tôi đầu tư nhưng mà hơi fail, bỏ. Quái lạ, rõ ràng hôm qua mình vừa rút 3 tờ 500 nghìn, sao bây giờ chỉ còn 1 tờ nữa? Ủa ôi, hôm nay vợ anh đẹp thế, lại còn trang điểm nữa cơ à? Mà từ trước đến giờ, anh có thấy em son son phấn phấn bao giờ đâu. Em được tặng đấy, đẹp không? Đẹp, đẹp. Anh Kiên, nước trà nữa rồi. Ôi, anh nghĩ gì mà cứ thật người ra thế? Anh xin lỗi, không gì đâu. Anh đi làm đấy à? Ừ. Làm đây. Anh đi cẩn thận. Ly này. Dạ. Anh nói thật em nhé. Em có điều gì giấu giếm anh không? Em có gì đâu mà giấu anh. Hôm nay mới dọn tủ đồ có mấy bộ váy chưa mặc. Anh thấy đẹp không? Này, đây nữa. Em nói thật là em không có điều gì giấu anh chứ. Em nói thật mà. Hôm nay anh làm sao đấy? Không sao, không có chuyện gì đâu. Đừng có linh tinh, có lợn con ở đây rồi. Im. Bây giờ mày tính như nào? Lên ba lắc lú. Hả? Làm gái bao nhiêu tiền một đêm mà không chịu trả nợ. Thế bây giờ mày tính như nào đây? Hả? Tính như nào? Anh làm gì bắt đạp phụ nữ thế này? Hả? Việc của mày. Tôi thấy chuyện bất bình, tôi tham gia vào được không? Hả?
Mày nhớ tao đấy con chó. Nghĩ khổ, bây giờ thằng nào mà bớ vải con đấy thì đúng khổ cả đời luôn. Chứ còn gì nữa, vớ vải đúng là khốn nạn. Cái gì đây? Cái gì đây? Anh em giải thích đã. Cái này. Giải thích à? Tiền và dây chuyền vàng của tôi, tất cả đều do cô lấy đúng không? Không, em không biết. Em không lấy thật mà. Cô đừng tưởng rằng là tôi không biết cô đang giấu giếm tôi điều gì. Nói, nếu không thì cút khỏi đây đi. Anh đừng đuổi em. Ngoài anh ra, em không còn người thân nào cả. Vậy là cô không nói chứ gì? Anh hiểu đâu, anh hiểu lầm rồi, anh Kiên. Giải thích đó. Cái loại đàn bà làm gái như cô ấy thì ai tin được nữa. Cút. Cút. Thank you.
gì mà cửa nẻo để tanh bành thế kia. Mà chị Ly đâu rồi ạ? Sao hai đứa đến đây làm gì đấy? Bọn em qua để cảm ơn chị Ly. Chị đâu rồi? À, anh biết tin gì chưa? Chắc là chị Ly chưa nói gì với anh đâu đúng không? Chuyện gì? Em với anh Quang vừa đăng ký kết hôn xong nên ghé qua đây để trả tiền cho chị ý rồi thông báo với anh luôn. Trả tiền? Tiền gì? Thì tiền chị cho em vay để đi siêu âm ý. Mà đợt đấy em sợ mẹ của anh Quang không đồng ý nên là em nhờ chị giữ bí mật. Với cả chị ấy còn mua hộ em gói dưỡng thai 8 tuần nữa đấy. Mọi chuyện là như thế thật à? Vâng. Nhưng mà chị ấy đâu rồi ạ? Hãy đưa chồng ra giúp anh nhá. Anh phải ra ngoài đây. Lần sau em sẽ không làm như thế nữa. Anh bỏ qua cho. Em đừng nói gì nữa. Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Tất cả là do anh sao? Anh đã hiểu lầm em. Tại không tin tưởng em. Lý ơi, anh mới là người phải xin lỗi em đi. Anh hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Tất cả là tại anh. Tại anh đã nghi ngờ em. Anh xin lỗi. Từ hôm nay, nhà anh cũng sẽ là nhà của em. Đồng ý làm vợ anh nhá.